Tôi tên là Phạm Văn Tuấn, 77 tuổi. Tôi xin kết nối với cô La Thị Thanh Hằng, 48 tỷ. Tôi chỉ xin cô Hằng giúp đỡ cho con tôi mỗi tháng 2 triệu và mỗi ngày đối với tôi ủng hộ cho tôi 2 bữa cơm. Tôi sẽ yêu mến chung thủy và lo sức khỏe cho cô Hằng trọn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Gặp là mấy cái ca khó không quý vị. 77 tuổi, lên tiếng vợ với một nữ đại gia 48 tuổi. Mỗi tháng phải cho ông 2 triệu để ông cho con của ông. Một ngày cho ông 2 cái bữa cơm. Thì ông sẽ nguyện sẽ là chung thủy với là cái cô Hằng 48 tỷ này đến suốt đời. Nguyện sẽ chăm sóc sức khỏe cô Hằng này đến suốt đời. Nguyện sẽ ở rễ. Tôi nói thật sự quý vị, có cái kèo nào mà nó gọi là nó thơm hơn kèo này không quý vị? Đây là một trong những cái kèo mà cực kỳ thơm nha quý vị, cực kỳ thơm. Cái chú mà trước đó là cũng 77 tuổi, nhưng mà người ta về nhà, người ta chấp nhận là làm tôi mọi. Người ta chấp nhận là quay lau nhà, rửa chén, thậm chí rằng là đấm bóp cho cái như là người vợ hàng đêm. Người ta cũng 77 tuổi. Người ta không có cần là 2 triệu một tháng. Miễn sao có chỗ ăn ở, có người để mà bầu bạn là ok. Còn bản thân chú này cũng là 77 tuổi mà lên tiếng vợ. Thân mình không có một xu, lên tiếng vợ còn đòi kể như là người ta là kể như là 2 triệu một tháng. Rồi còn xin ăn là kể như là một ngày 2 bữa cơm. Trời, chú lên chú làm thế này thật sự đắng mày râu là xem như là nó nhục lắm chú. Chú nghĩ rằng bây giờ đó chú còn cái giá trị gì? Chú còn cái gì mà chú lên chú đòi hỏi gì mà nó cao sang như vậy? Được không? Chú đi tiếng vợ thì chú phải có cái điều kiện để chú nuôi sống người vợ của chú. Nếu may ra đó thì người vợ của chú đó, người ta có công ăn việc làm, hay là người ta có dư một cái số tài sản đó, thì cái đây cũng là một trong những cái điều tốt. Chứ mình không thể nào mình gọi là mình lên gọi là cái như là mình chọn những cái người đại gia như vậy. Được không? Mình chọn những người đại gia như vậy thì bản thân mình cũng phải là đại gia. Mình chọn những người có tiền, bản thân mình cũng phải là người có tiền. Nó mới là môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi. Còn chú chọn những người có tiền mà bản thân chú là người không có tiền, hàng tháng người ta phải cho chú 2 triệu, một ngày người ta cho chú cái bữa ăn. Trời, chú thấy như vậy là chú có cảm thấy rằng chú có bèo nhèo quá không chú? Chú lên không gian mạng mà chú đòi tiếng vợ, tiếng đồ kiểu ri là tôi thấy nó quá bèo nhèo. Đúng không thưa quý vị? Bây giờ tôi hỏi chú đó, chú mà được cái người mà đại gia mà 48 tỷ đó, người ta mà rước chú về là xem như là chú là một trong những người gọi là cái số hướng mà trên trái đất này chỉ có một mình chú thôi. Thì tôi hỏi chú, bây giờ chú không chung thủy với người ta thì chú chung thủy với ai? Cỡ cái tướng của chú mà dục ra ngoài đường đó, tôi nói thật sự, bỏ cả năm ngoài đó ra mà nhặt vô cũng còn y nguyên, cho nó chẳng có cái gì mà nó mất mát đi cả. Chú nghĩ chú là một trong những người còn có giá hay sao? Chẳng lẽ bây giờ xã hội này không còn người đàn ông quá vậy? Mà chú gọi là chú đi tiếng vợ, mà chú yêu cầu người ta phải nuôi con của chú một tháng phải 2 triệu. Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của chú. Trách nhiệm nuôi con là trách nhiệm của chú, chứ không phải trách nhiệm của là cái người vợ của chú sau này. Sau này chú về chú ở với người ta mà chú tử tế, chú đàng hoàng, chú biết là cách mà cư xử.
thì nhiều lúc là người ta cho là theo cái gọi là cái tùy hỷ. Đó, người ta muốn cho bao nhiêu đó là việc của người ta. Chú cũng không có quyền, chú phải đòi hỏi. Chú để con được thì chú phải có cái trách nhiệm, chú phải nuôi con của chú. Chứ chú không thể nào chú bắt một người phụ nữ mà hàng tháng phải cho chú 2 triệu để nuôi con. Được không? Bà con thấy đây là một trong những cái gọi là yêu sách. Đó. Ông nghĩ rằng chắc xã hội này còn một mình ông là người đàn ông đó quý vị. Ông nghĩ rằng ông là một trong những người gọi là đàn ông duy nhất và độc nhất trên thế giới. Chắc không còn ai là giống đực nữa hết hả chú? Đó. Một người phụ nữ mà người ta nghe chú nói như vậy, ngày cho chú là 2 bữa cơm, rồi chú nguyện chú chung thủy suốt đời, chú chăm lo cho người ta. Xin thưa là người phụ nữ họ bó họ chạy mất dép rồi. Đó. Người phụ nữ đó họ bó chạy mất dép rồi. Vì sao bà con biết không? Một thằng đàn ông mà bây giờ cái thân của mình nuôi còn không nổi, phải đi xin cái người vợ của mình một ngày 2 bữa ăn, vứt bất tài vô dụng. Thà chú lên, chú lên chú đừng có yêu cầu một cái gì cả. Chú phải biết thân phận chú là ở cái tầm nào. Chú lên không gian mạng chú tiễn vợ mà chú yêu cầu một ngày cho chú 2 bữa cơm đó, là cái tầm của chú là người ta biết là chú ở cái tầng nào rồi. Được không? Như vậy mà chú mở miệng ra chú nói được. Đó. Rồi không biết đó là con của chú bây giờ được bao nhiêu tuổi rồi, mà chú xin người ta một tháng 2 triệu để cho con chú. Con chú nếu như chú 77 tuổi thì tôi nghĩ rằng con của chú đó nó có bèo bèo gì nó cũng phải là trên 20. 20 tuổi đáng lý ra đó, à, nó phải là một trong những người phải có cái trách nhiệm lao động để nuôi bản thân và để mà phụng dưỡng chú lúc chú tuổi già. Chứ không thể mà bây giờ đó, à, chú lên như vậy rồi chú đi cứ vợ, chú đi tiếng vợ, bản thân chú là trên ranh dưới mỗi đôi dép cùng, rồi chú đi xin tiền của người ta để chú nuôi con của chú nữa. Được không? Xin 2 triệu cho con của chú. Đáng lấy con của chú đó lứa tuổi còn tầm từ 18 trở lên, nó phải biết lo cho bản thân của nó, và nó quay lại, nó gọi là nó phụng dưỡng báo hiếu cho cha cha mẹ. Chứ không thể để bây giờ người cha của nó mà lên không gian mạng à, mà đi xin kiểu như vậy. Đó. Tôi thật sự quý vị, tôi không biết là mấy cụ này đó, rồi mấy cụ là nghĩ sao. Mấy cụ nghĩ rằng mấy chủ cụ chắc có gánh bi à, nghĩ rằng mấy cụ chắc là thật sự đó à, mấy cụ mà ra đi chắc không ai lấp được khoảng trống hay sao, áo tướng dở sợ không. Thì trời ơi, mình phải xem lại bản thân mình là ai. Cái thời kỳ bây giờ xin thưa với chú, cái người chồng chẳng qua là lúc để người ta bầu bạn thôi, lúc để người ta bầu bạn à, lúc để mà cái như là chia bùi sẻ ngọt, lúc mà cái như là à, có những cái vấn đề mà chia sẻ nhau trong cái cuộc sống thường ngày. Đấy. Người chồng để người ta phải là một cái điểm tựa cho người vợ. Chứ còn tôi thấy chú bây giờ mà tìm một người như chú vừa làm chồng thâu chấp nhận, người ta mua búp bơ cho nó chết. Tôi nói thật, người phụ nữ bây giờ người ta có cái số tài sản 48 tỷ, đầu của người ta là nó nhảy số lia lịa. Thế cần chú nói một cái là đầu của người ta nhảy số liền. Đưa chú về thì thêm một gánh nặng chẳng được cái chi. Mà hàng tháng phải là cho con chú 2 triệu. Cơm bưng nước rót cho chú hàng ngày. Đà. Mà nhiều lúc đó, ở chăm sóc chú như vậy mà lúc cần sử dụng tới chú là xem như là cái như là lạy cũng không lên. Đấy ha? Lúc nào cũng 6 giờ. Thì thôi tôi chắc ăn rằng chắc người phụ nữ đó họ chọn, chắc ăn họ sẽ chọn búp bơ, chứ họ không bao giờ chọn chú làm người chồng. Vậy đưa chú về cũng là một trong những người vô dụng thôi. Đấy không? Chú khác búp bơ một cái là chú à, biết nói chuyện. Nhưng bây giờ nó thật sự quý vị, với công nghệ AI bây giờ đó, có thể là người ta đầu tư một robot cũng nói chuyện với họ cũng bình thường như vậy. Đấy không? Cho nên chú bớt ảo tưởng. Chú phải có cái trách nhiệm với con của chú, và con chú nó phải có trách nhiệm với chú. Chứ không thể bây giờ chú mang cái gọi là cái thân già nuôi như vậy, chú lên chú yêu cầu một người đàn bà của chú là phải là có trách nhiệm với cả con của chú nữa.
người ta lo cho chú là người ta đủ mệt mỏi rồi, được không? Anh lên anh bảo là phải có cái trách nhiệm là trời đất thánh thần thiên đụng mới chú làm tới ri thì thật sự đàn ông của chúng cháu là thật sự thấy nó quê độ lắm. Trời ơi, mình làm thế nào phải lấy cái sĩ diện của người đàn ông lên, gồng lên, men lên. Trời ơi, xin hai bữa cơm, xin tháng 2 triệu để cho con. Chú công nhận chú là một trong những người cha đúng vĩ đại thiệt, thương con dễ sợ không? Đó. Và quan điểm của quý vị trong câu chuyện này như thế nào? Quý vị vui lòng để lại giúp cho tôi một cái bình luận và cho tôi xin một like và một lượt chia sẻ. Đó, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào những cái đoạn clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý vị.